Xin chào đồng bào, tôi đã trở lại với Mắt Mệt Show. Nếu cuộc sống của bạn nó áp lực giống như cái việc mà mắc ỉa lúc kẹt xe á, thì bơi vào đây coi nhá. Và bây giờ là Đi vi 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 vang xưa. Yeah. Cũng như không tình chúng ta như thế đi 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 hai người xa lạ. ê, tao intro chứ tao đâu có kêu mở nhạc EDM đâu trời. Cảm ơn nha, mở nhạc cho tao hát. Nhạc đằng kia nó cứ giật cả đùng cả đùng cả đùng cả đùng cả đùng. Rồi kệ nó đi. Nếu muốn làm vlog kiểu của tôi á thì đơn giản lắm. Cứ mua một quyển sách nào đó rồi về đọc rồi phản biện lại nội dung trong đó là nó ra cái thể loại của tôi liền à. Nếu muốn làm thì cứ bày ra làm thôi. Mới đầu thì có thể như cứt thiệt á, nhưng mà làm dần làm rồi làm từ từ thì nó cũng như cứt à. Tôi nói là như cứt thiệt á. Chúng ta đã quen với cứt rồi thì quen với cái gì thì không còn thấy cái đó ghê gớm nữa, nó thấy nó cũng bình thường như bao như mọi ngày như bao điều khác thôi. Còn cái style hay là cái phong cách hay là cái ngữ điệu hay là cái body language gì đó thì đó là cái riêng của mỗi người. Và tôi nhìn thấy rằng bạn cũng rất là đặc biệt chứ không phải mỗi mình tôi đặc biệt đâu. Mỗi chúng ta là một câu chuyện rất là hay ho, thế nên hãy viết nên câu chuyện của chính mình, đừng có học theo ai, học theo người này, học theo người nọ, rồi giống họ, rồi mình là ai nữa. Tình yêu đó đã có những lúc dối gian nhiều. Ok, và sẽ cũng có một số người comment là mình nói mình cái phong cách của mình giống người này người nọ, giống 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 như kiểu giống Dư Leo, giống Nam Trịnh, giống anh Trọng Rồ anh, thì mình cũng có xem cái phong cách của họ, mình xem để mình coi cái nào nó phù hợp với mình thôi, chứ thực sự mình không giống. Bây giờ tại sao tôi không giống họ là ở chỗ này, ví dụ như Dư Leo, ổng lớn tuổi hơn tôi thì tôi gọi ổng bằng ổng hoặc là ổng bằng anh nha, chứ gọi tao mày nó cũng kỳ lắm luôn á. Ổng làm những cái vlog về chia sẻ kiến thức, còn thì tôi đồng ý đó là kiến thức thiệt, có những cái tôi xem xong tôi học được, tôi tích lũy được một số điều khá là hay ho. Thứ nhất, kiến thức ổng quá rộng, ổng đọc nhiều, ổng biết nhiều ngôn ngữ, ổng đọc nhiều thì đọc nhiều nó sẽ ra nhiều kiến thức thôi chứ nó không có gì đâu, còn kinh nghiệm thì trải qua đi rồi sẽ có hết à. Thì đó là cái hạn chế của tôi không có đọc nhiều được như ổng, và kiến thức của tôi không bằng ổng được. Rồi thứ hai nữa là cái tính logic của ổng, cái tính logic của trong mỗi cái video ổng làm tôi thấy nó rất là chặt chẽ, nó giống như một bố bố cục của một bài bài văn hay là bố cục của một tấm hình đó, thì nó rất là chặt, nó không có xem theo tôi thấy, tôi xem thường thường là tôi xem hết clip của ổng thì tôi thấy là nó không có hở chỗ nào hết đó. Nếu mà thang điểm 10 thì nó là 9,5 á. Chung là có người comment kêu style này giống Trọng Rồ, nói tôi cũng hơi bị chột dạ, mẹ ông này ông cũng ông này ông sáu mấy tuổi rồi, mẹ chúng mày comment cho nó cẩn thận đấy, ông mới đẻ ra chúng mày được đấy. Tính quan trọng á, thì theo mình thấy ông rất là phóng khoáng và cái điên của ông nó không giống ai hết á, giống ông nên mình không có thể giống ông được. Nam Trịnh thì có người, tôi thực sự tôi không biết Nam Trịnh là ai luôn á, cứ ra đường kêu ủa anh Nam, nói ủa mình đâu phải Nam, rồi xong kêu trời ơi sao anh giống Nam Trịnh đi, ủa Nam Trịnh là ai. Ok, và mình cũng chẳng lấy làm buồn phiền vì điều đó, và mình cảm thấy vui vì điều đó là vì khi mình giống một ai đó ra đường không có bị chọi đá là biết người ta sống đàng hoàng tử tế rồi, chứ má ra đường mà kêu bị ăn gạch với ăn ghép là mệt lắm luôn á, tự nhiên mình đâu làm gì đâu. Bye bye và hẹn gặp lại ở clip sau.